Chào mọi người nhé. Hôm trước mình đã giới thiệu mọi người là về phương pháp cạo miệng nhỏ, nhưng mà cạo miệng úp. Hôm nay phương pháp là cạo miệng ngửa. Cạo miệng ngửa, nhưng mà đây là cạo mặt A phẩy. Đây là 2 tháng đầu tiên. 2 tháng đầu tiên thì đã liền hết rồi. 2 tháng đầu tiên, 2 lần chuyển lắp ráp đầu tiên của năm thì bây giờ nó đã liền. Và đây là 2 tháng, 2 lần chuyển lắp ráp của đợt thứ 2, nó tầm khoảng 3 tháng đây nữa. Hồi đầu tiên là 2 lần chuyển lắp ráp, đây nó tầm khoảng 3 tháng thì cạo bằng này. Bây giờ là 3 tháng cuối thì ngày hôm sau là bắt đầu là chuyển lắp ráp. Hôm nay là cạo ra thứ 7 rồi. Thì mình đợt sau mình chuyển lắp ráp thì mình sẽ chuyển xuống đây, để xuống miệng cạo cũ của đợt đầu năm. Thì khi đó là bây giờ là gần tới còn có khoảng hơn gần 2 tháng nữa thôi. Thì mình sẽ cạo thêm một đoạn đây nữa. Mình sẽ ăn lại miệng cũ đây. Rồi còn lại trên đây thì mình sẽ sang năm. Vậy là trong vòng độ khoảng 1 năm cạo thì khúc đây nó tầm khoảng 4 phân. 4 phân trong vòng 3 tháng. Và trên đây thì cũng tầm đấy nữa, tầm khoảng 4 phân nữa, cũng trong vòng khoảng 3 tháng. Và đến giờ này, đến cuối này thì mình sẽ trả lại miệng cạo cũ đây. Đây là những cái tô để làm, họ đã lấy mủ tạp và mủ ấy hết rồi. Như những cây đây cũng vậy. Thì bây giờ gần 2 tháng cuối thì không mưa nữa, mình sẽ gỡ ra che tô ra và mình sẽ xê dịch cái bát này sang đây. Và mình sẽ chuyển đóng muỗng ở đây và mình đóng nắp chóp chỗ này. Tháng đầu tiên thì bơm khá là nhiều khí nên nó bị rộp chỗ này, đến lần thứ hai thì hết rồi. Đây, ông đã chuyển lên đây và chuyển hai là nắp chóp thì xuống miệng dưới, nhưng mà chắc ông này cũng 71 tuổi rồi nên là ông thân thống đây, ông thân nó bị sai. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây, xuống đến đây là vừa. Mình cạo 2 tháng nữa thì 1 năm cạo thì mình, nếu mà miệng hai miệng một miệng thì hết bằng khoảng 8 phân. Đây hết khoảng 4 phân nữa là khoảng 12 phân, nhưng mà nó chỉ khoảng 1/3 cây thôi. Cây này thì mình chia làm 6 miệng cạo, 6 miệng cạo nhỏ này. Đây, một miệng cạo nhỏ, hai miệng cạo nhỏ. Và bên đây thì mình chỉ chia làm 4 miệng cạo nhỏ nữa. Thì mình cứ ăn hết xuống tới cái chỗ tái sinh này thì bắt đầu là mình dừng, mình đang nhận chuyển mặt. Chúc mọi người thành công. Đây, còn cái mọi người hỏi về che tô. Đây, nếu mà che tô thì mình làm như thế này. Đảm bảo không có bao mưa gió luôn. Đây là mổ tạp chạy lại. Đi nghiệm thu đây anh.